Sáng nay ngày 6 tháng 8, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Minh Phúc, tên thường gọi là Thích Tâm Phúc, 41 tuổi, về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức. Chủ tọa phiên tòa là bà Hà Thị Xuân Lan, chánh tòa hình sự, Tòa án Nhân dân huyện Củ Chi. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Củ Chi giữ quyền công tố tại tòa là ông Nguyễn Văn Hiếu. Theo cáo trạng, năm 2021, bà LTHT tên viết tắt thông qua người quen gặp ông LVV tên viết tắt để hỏi về việc tách thửa đất 420,3m2 nằm trong thửa đất 892,9m2 tại xã Bình Mỹ, huyện Củ Chi. Ông V đã nhờ hai người bạn của ông là NVP tên viết tắt và ông NDG tên viết tắt để làm thủ tục tách thửa cho bà T nhưng không làm được. Vào ngày 7 tháng 10 năm 2022, ông V thỏa thuận với Nguyễn Minh Phúc để làm thủ tục tách thửa đất giúp bà T. Phúc đồng ý và thỏa thuận chi phí làm thủ tục tách thửa là 135 triệu đồng. Ông V không biết Phúc làm giả các giấy chứng nhận nên đã tin tưởng và chuyển trước 20 triệu đồng vào số tài khoản của Phúc. Sau khi nhận tiền, Phúc liên hệ hai chủ tài khoản Zalo để cung cấp thông tin bà T và thuê làm giả hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa. Đến ngày 8 tháng 2 năm 2023, bà T nhận được một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã tách thửa và đưa cho Phúc thêm 50 triệu đồng. Do nghi ngờ tính pháp lý của giấy chứng nhận đã tách thửa, hình dấu rõ so với các giấy khác không có tọa độ, không đóng thuế thổ cư nên bà T đã mang đi kiểm tra. Sau khi chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai huyện Củ Chi kiểm tra thì nghi vấn là giả nên đã cùng bà T đến công an tố giác. Ban đầu, Phúc chỉ làm giả hai giấy chứng nhận. Khi bà T nhận giấy đã yêu cầu bổ sung thêm tọa độ, diện tích nên Phúc làm giả lên đến 6 giấy chứng nhận và mất phí 30 triệu đồng. Cáo trạng xác định Phúc đã làm giả 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được tách thửa và chiếm đoạt của bà T số tiền 70 triệu đồng. Quá trình khám xét khẩn cấp nơi ở của Phúc, công an thu giữ 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 1 giấy chứng nhận gốc và 9 giấy chứng nhận giám định là giả. Nguyễn Minh Phúc giao nộp thêm 1 giấy chứng nhận tăng ni, thể danh Thích Tâm Phúc, 1 bằng thạc sĩ luật kinh tế và 1 bằng tiến sĩ ngành luật tôn giáo, 1 giấy chứng nhận điệp thọ. Theo kết luận giám định, các giấy chứng nhận này đều là giả. Đối với hành vi của ông V, cơ quan điều tra cho rằng chưa đủ chứng cứ chứng minh đồng phạm với Phúc. Hiện ông V đã đi khỏi địa phương. Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Củ Chi đã ra thông báo truy tìm, tiếp tục điều tra làm rõ, khi nào có kết quả sẽ xử lý sau. Đối với hai chủ tài khoản Zalo làm giả giấy tờ, cơ quan điều tra đã tách hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức ra để điều tra làm rõ xử lý sau.